Cơ quan khí tượng dự báo mùa đông năm nay rét đậm rét hại có thể xuất hiện muộn, số ngày ngắn hơn nên nhiệt độ phổ biến cao hơn khoảng 0,5 cho tới 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm do ảnh hưởng của El Nino. Nhiệt độ trung bình từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024 trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn khoảng 0,5 tới 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo vẫn cần đề phòng các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, đặc biệt trong những tháng chính đông. Dự báo từ tháng 3 cho tới tháng 5 năm 2024, bão áp thấp nhiệt đới ít có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông. Trên đất liền, trong tháng 3 năm 2024, số ngày rét đậm rét hại có khả năng ít hơn so với trung bình nhiều năm và các đợt rét đậm rét hại có xu hướng không kéo dài.